Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh xin giới thiệu với toàn thể quý khách hàng của em một cái vị trí nhà cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Cái nhà này được nằm ở ngõ 51 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội mọi người nhé. Với cái thông số nhà như sau: diện tích trên sổ đỏ là 47,5m², mặt tiền của ngôi nhà là 4,4m, hướng nhà là hướng đông bắc, thiết kế và xây dựng là 6 tầng, ngõ 2 xe ô tô tránh nhau. Và chỉ cách một căn nhà là ra trục đường chính Nguyễn Viết Xuân cả nhà nhé. Đây, xin mời mọi người tham quan qua cái vị trí của cái ngôi nhà giúp em. Mặt tiền rất là rộng, 4,4m. Nhà thuộc khu phân lô VIP nhất phố Lê Trọng Tấn, trung tâm quận Thanh Xuân, ô tô tránh đỗ ngày đêm được mọi người ạ. Phố Lê Trọng Tấn thì là cái con phố rất là sầm uất và chạy dài sang Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, xã Đàn, trung tâm quận Đống Đa, giao thông đi lại thuận tiện vô cùng. Sau đây xin mời mọi người hướng theo em vào phía vào tham quan ngôi nhà của em nhé. Đây, phần cửa chính của ngôi nhà mọi người ạ. Tất cả cái nhà này đều được làm bằng những cái nguyên liệu tốt nhất, vật liệu xây dựng cao cấp nhất mọi người nhé. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà đây. Nhà này là được thiết kế xây dựng 6 tầng và có thang máy mọi người ạ. Có thang máy và cả thang bộ. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà. Đấy, chủ nhà đã được thiết kế bộ sofa rất là đẹp để tiếp khách rồi. Với cái giá chào bán của cái căn nhà này là 10 tỷ 200 triệu đồng thôi mọi người nhé. Nhà phố rất là đẹp. Phía tầng 1 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh phụ. Đây mọi người ạ. Đầy đủ bồn cầu, lavabo cũng như là hệ thống máy bơm lên trên ngôi nhà này. Xin mời mọi người đi lên theo em vào phía tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6 của ngôi nhà xem là ngôi nhà phố này được thiết kế như thế nào. Với cái diện tích là 47,5m² thì có hợp lý hay không nhá. Xin mời mọi người đi theo em. Mọi người tham quan tầng 2 của ngôi nhà của em Ánh nhá. Đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà đây. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế phong cách rất là mở. Thiết kế là phòng ngủ, một phòng vệ sinh và đặc biệt là có ban công hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng mọi người nhá. Đó. Chủ nhà đã lắp sẵn rèm rồi mọi người ơi. Rèm điều hòa đều đã được lắp sẵn đầy đủ hết rồi. Vị trí thì rất là thuận tiện đi lên trên phố mọi người ạ. Rất là rộng, căn phòng cũng vô cùng rộng luôn. Nhà này thì có thể kinh doanh nho nhỏ spa hoặc là trung tâm tiếng Anh, hoặc là có thể là mọi người chủ các chủ đầu tư tương lai thì có thể về thiết kế để lại cho thuê từng phòng từng tầng á. Đây chính là phía nhà vệ sinh của cái phòng tầng 2 này mọi người nhé. Tất cả đều được lắp thiết bị cao cấp nhất, về cũng như là bồn cầu, vòi chậu, lavabo và hệ thống cabin tắm rất là hợp lý. Tất cả đều là hàng nhập khẩu Mỹ mọi người ơi. Đây này, bệt là American mọi người ạ. Đấy, cabin tắm rất là rộng, rất là đẹp. Đây mọi người ơi. Với cái tài chính là 10 tỷ 200 triệu đồng này thì các chủ đầu tư cũng như là hộ gia đình đều có thể cân nhắc cho mình cái sự lựa chọn cho tương lai về nếu như mà hình thức kinh doanh đầu tư mà trên phố mọi người nhé. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3, tầng 4, tầng 5 của ngôi nhà của em. Với cái căn nhà này thì tầng 3 và tầng 2, tầng 3, tầng 4
qua tầng 3 của em. Đây chính là phía phòng tầng 3 của ngôi nhà đây mọi người. Với thiết kế tương tự như tầng 2, có ban công hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Tất cả đều là ở sàn gỗ cao cấp mọi người nhé. Nhà vệ sinh tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Để một cabin tắm và tất cả các hệ thống xe bói thiết bị đều là hàng nhập khẩu 100% mọi người ạ. Với cái giá trị của căn nhà cũng như là cái vị trí của căn nhà và tổng thể toàn bộ ngôi nhà thì nó quá là cao cấp đúng không ạ? Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Cái căn nhà này có tầng 1, tầng 5, tầng 6 là có sự khác nhau một chút thôi nha mọi người. Còn tầng 2, tầng 3, tầng 4 là thiết kế phòng ngủ cũng như là điều hòa với tất cả các thứ là y hệt nhau. Xin mọi người lên phía tầng 4 của ngôi nhà cùng em. Đây chính là cái tầng 4 của ngôi nhà mọi người ạ. Tầng 4 của ngôi nhà khác, cái khu vực ban công thì đều được trồng những cái cây rất là đẹp, rất là quá mọi người nhé. Đây chính là cái tầng 4 của cái ngôi nhà này đây. Mọi người ơi, đây chính xác. Đây là tầng 4 của ngôi nhà. Nhìn tổng thể đây là cái khu phân lô của quân đội người ạ. Tất cả dân trí của cái khu vực này rất là dân trí cao, hàng xóm rất là thân thiện. Mọi người có thể nhìn qua về cái nhà vệ sinh, ba tầng đều thiết kế tương tự như nhau. Sau đây xin mời mọi người lên phía tầng 5 của ngôi nhà cùng em nhé. Tầng 5 này thì đây này, đều ở đằng phía cái khu vực ban công, ở cái hành lang đều có cửa sổ lấy thoáng ở từ phía bên ngoài vào không khí cũng như ánh sáng và trong toàn bộ cái ngôi nhà này. Mời mọi người hướng lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà của em nhé. Đây chính là phía tầng 5 của ngôi nhà. Và cái khu vực tầng 5 này là có sự thay đổi hơn, khác hơn so với khu vực tầng 2, 3 và 4. Nếu như mà là một hộ gia đình bình thường thì tầng 5 này có thể là một cái gian phòng, em nghĩ là chủ nhà để thiết kế sinh hoạt chung cho toàn bộ các thành viên trong gia đình ở cái phòng tầng 5 này mọi người ạ. Cái diện tích là 40, gần sắp xỉ 48m2 mà thiết kế mỗi tầng một phòng thì quả thực là rất rộng. Ước chừng mỗi một cái phòng này thôi nó sẽ rơi vào khoảng 35m2 đấy mọi người ạ. 35m2. Cái nhà vệ sinh của tầng 5 thì không lắp cabin tắm nước mà chỉ lắp sen cây và hệ thống sen vòi thiết bị cũng như là bộ phát khăn dài đầy đủ trang trí, đầy đủ công năng cho trên tầng 5 thôi mọi người nhé. Không còn cabin tắm như tầng 2, tầng 3, tầng 4 nữa. Mà mọi người hướng theo em lên trên phía tầng 6 của ngôi nhà. Cái tầng 6 này là cái tầng cuối cùng của ngôi nhà đây, thì xem là chủ nhà sẽ thiết kế như thế nào mọi người nhé. Đây chính là phía tầng 6 của ngôi nhà mọi người ạ. Đây, anh camera có thể quay kỹ một chút cho mọi người nhìn thấy về cái xung quanh của cái tầng 6 này. Thang máy thì là 6 tầng nha mọi người nhé. Tầng 6 của ngôi nhà được thiết kế phòng bếp mọi người ạ. Đây chính là phía gian phòng bếp của toàn bộ ngôi nhà đây. Chất liệu tạo nên cái bếp này đều là làm bằng gỗ lim cao cấp mọi người nhé.
thực sự là rất là thoáng, rất là đẹp mọi người ạ, rất là rộng nữa. Mời mọi người hướng ra cái phía khu ban công này. Ban công của ngôi nhà này rất là thoáng, vị trí của căn nhà vô cùng vô gần khu trung tâm. Mọi người ơi, đây. Thực sự là em Ánh đứng trước cái căn nhà này cảm thấy như nào nhỉ? Thì rất là cảm thấy rất là thích đấy mọi người ạ, vì nào là đã đi quay rất là nhiều nhà rồi nhưng mà chỉ quay những cái tầm nhà thương mại mà bán giá là chỉ nhìn 1 tỷ một chút thôi, 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ rưỡi, nhưng mà với một căn nhà này mà đến hơn 10 tỷ thì chắc chắn là phải có sự khác biệt vô cùng, khác biệt về cái vị trí cũng như là về cái giá trị của ngôi nhà này rồi. Thì nếu như mà mọi người mà xem video của em nếu như mà thấy hay hoặc là có những cái thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì vui lòng gọi điện cho em Ánh nhé. Số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh và nhớ nhá, ấn vào nút chuông để có thể là những người đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.